Xin chào tất cả khán giả của chương trình Con đường tri thức. Không quân là lực lượng vô cùng quan trọng trong bất kỳ quân đội của quốc gia nào. Nhắc đến không quân, chúng ta sẽ thường nghĩ ngay đến những chiếc máy bay tiêm kích phản lực, máy bay ném bom hay hình tượng phi công chiến đấu, những con người ưu tú dọc ngang trên bầu trời với tốc độ siêu âm. Thế nhưng, bạn có biết đến câu nói, mọi thắng lợi trên không đều bắt nguồn từ mặt đất mà các phi công hay dùng để tôn vinh một lực lượng hỗ trợ đặc biệt. Họ chính là các kỹ sư hàng không quân sự, đóng vai trò vô cùng quan trọng, được mệnh danh là bác sĩ của chim sắt. Bạn đã biết gì về công việc này và theo đuổi du học ngành học này như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Nằm trong đội hình của quân chủng phòng không không quân, Không quân Nhân dân Việt Nam đã có một lịch sử vẻ vang, trưởng thành trong khói lửa chiến tranh với nhiều chiến công hiển hách. Ngày nay, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Không quân là một trong những lực lượng được ưu tiên tiến thẳng lên hiện đại. Các loại máy bay có trong trang bị phần lớn là đời mới, tân tiến. Điều này đặt ra yêu cầu rất cao đối với đội ngũ kỹ thuật đảm bảo an toàn bay. Họ không chỉ là những người luôn gắn bó với phi công, mà còn trở thành nhân tố đảm bảo không thể thiếu của mỗi chuyến bay bảo vệ bầu trời Tổ quốc. Ngành kỹ thuật hàng không quân sự là ngành kỹ thuật tác động đến các sản phẩm về máy bay và các thiết bị bay trong lĩnh vực quân sự. Trong ngành hàng không quân sự thì có các chuyên ngành là máy bay động cơ, thiết bị hàng không, vô tuyến điện tử và vũ khí hàng không. Đối với ngành kỹ thuật hàng không quân sự và dân sự có những nét tương đồng, đó là đều tác động đến các cái kỹ thuật của thiết bị bay và các cái máy bay. Nhưng riêng đối với ngành kỹ thuật hàng không quân sự nó có các đặc điểm khác đối với dân sự, đó là thứ nhất là về nhiệm vụ của ngành kỹ thuật hàng không quân sự là nhằm đảm bảo cho việc huấn luyện chiến đấu, an toàn bay, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc. Và thứ hai là đối với cái đặc điểm về kỹ thuật của từng loại máy bay phục vụ cho các cái nhiệm vụ về chiến đấu khác với cái nhiệm vụ về bên quân sự, chủ yếu là vận tải và máy chuyên cơ. Thì đối với ngành kỹ thuật hàng không quân sự thì đòi hỏi phải có cái độ làm việc khắc nghiệt hơn với vận tốc lớn và trần bay, độ cao bay thay đổi. Do đó mà bên ngành kỹ thuật hàng không quân sự đòi hỏi người làm kỹ thuật cần phải có sự cẩn thận, tỉ mỉ, chuẩn xác và trung thực. Như vậy có thể thấy, ngành kỹ thuật hàng không quân sự là một ngành học rất phức tạp, cần các kiến thức chuyên ngành sâu và đòi hỏi phải được đào tạo chuyên biệt. Hiện nay, Việt Nam đã tự chủ đào tạo được nhân lực cho ngành kỹ thuật hàng không quân sự ở trình độ đại học và trên đại học. Trong đó, Học viện Phòng không Không quân được coi là cơ sở hàng đầu về đào tạo nhân lực cho ngành này. Ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng ghé thăm Học viện Phòng không Không quân để xem một học viên có thể tốt nghiệp trở thành kỹ sư hàng không quân sự, họ cần phải trải qua những gì nha. Chiều cao cân nặng thì theo tiêu chuẩn của tuyển sinh của các trường quân sự thì các đồng chí bên kỹ thuật hàng không yêu cầu chiều cao là các đồng chí đảm bảo chiều cao ít nhất từ 1m63 trở lên. Còn đối với các chuyên ngành chỉ huy không quân cũng như phòng không thì chiều cao vậy các đồng chí yêu cầu từ 1m65 trở lên và đạt sức khỏe loại 1, không có các bệnh truyền nhiễm. Khi mà học viên học xong các cái chương trình học lý thuyết tại nhà trường thì sẽ có hai đợt đi thực tập, và một đợt thực tập là thực tập tay nghề. Cái đợt thực tập thứ hai là sau khi học viên đã thực tập xong đợt thực tập thứ nhất và nó rơi vào năm thứ 5. Lúc đó thì học viên sẽ được cử đi các cái nhà máy và các cái trung đoàn trong quân chủng để thực tập về chức trách, nhiệm vụ sau này khi ra trường sẽ được đảm nhiệm. Hiện nay, Bộ Quốc phòng Việt Nam có những chương trình liên kết, hợp tác đào tạo với Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, trong đó có lĩnh vực phòng không không quân. Với các chuyên ngành liên quan về kỹ thuật hàng không quân sự, hàng năm, Học viện Phòng không không quân sẽ dựa trên kết quả thi đầu vào hoặc kết quả học tập, rèn luyện sau một thời gian nhập học để tuyển chọn các bạn học viên đủ điều kiện để có thể du học tại Liên bang Nga. Khi đó, các bạn sẽ có cơ hội học tập tại một trong những đất nước có ngành khoa học hàng không tiên tiến nhất. Theo kế hoạch hợp tác phát triển của hai bộ, Bộ Quốc phòng Nga và Bộ Quốc phòng Việt Nam, thì
Bộ Quốc phòng ta vẫn giao chỉ tiêu về Học viện Phòng không quân để cử các chỉ tiêu các đồng chí đi đào tạo tại nước ngoài. Vì chỉ tiêu thì theo các năm thì khác nhau. Ví dụ như năm nay thì theo kế hoạch thì Học viện Phòng không quân sẽ có kế hoạch lấy chỉ tiêu 12 đồng chí để cử đi học tập tại nước ngoài. Hàng năm học viện ta sẽ tổ chức tuyển chọn, thứ nhất đấy là lựa chọn những đồng chí có điểm thi tuyển sinh đầu vào và học viện ở mức cao, thường là những đồng chí thủ khoa, các đồng chí ở top đầu. Ngoài ra thì bên cạnh đấy, trong quá trình học tập thì sẽ các đồng chí học viên còn tham gia các cuộc thi Olympic tiếng Nga, và dựa trên kết quả này học viện sẽ tổ chức tuyển chọn thêm các đồng chí để bổ sung vào lực lượng tham gia học tập chuyên ngành kỹ thuật hàng không tại Liên bang Nga cũng như là các nước mà có chương trình hợp tác với chúng ta. Xứ sở Bạch Dương xinh đẹp được biết đến không chỉ về bề dày lịch sử, văn hóa mà còn là đất nước có nhiều thành tựu khoa học kỹ thuật. Trong lĩnh vực hàng không cũng vậy, đất nước này còn là cái nôi hàng đầu đào tạo hàng trăm kỹ sư phi công trên khắp thế giới. Hãy cùng Con đường tri thức điểm qua một số trường đại học, học viện tại Nga có chuyên ngành về kỹ thuật hàng không nha. Học viện Không quân Tchaikovsky và Gagarin là một trong những học viện quân sự hàng đầu đào tạo và nghiên cứu về không quân Nga. Học viện được thành lập vào năm 1920 và đã có bề dày truyền thống 100 năm. Hiện nay, Học viện Không quân Tchaikovsky và Gagarin đang đào tạo ra những sĩ quan không quân chất lượng phục vụ cho quân đội, có trụ sở chính tại thành phố Vodorek, Liên bang Nga. Đại học Kỹ thuật Quốc gia Novosibirsk là một trong những trường trọng điểm đào tạo về kỹ thuật, trong đó có kỹ thuật hàng không của vùng Siberia nói riêng và của Liên bang Nga nói chung. Sứ mệnh của trường là tạo ra kỷ nguyên mới về công nghệ và những con người lãnh đạo của nó. Trường thành lập vào năm 1950 tại thành phố Novosibirsk, thủ phủ của vùng Siberia. Trường Đại học Hàng không MAI là một trong những trường kỹ thuật lâu đời của Liên bang Nga, đào tạo về kỹ sư chuyên gia hàng không vũ trụ. Trường Đại học Hàng không MAI thành lập năm 1930, có trụ sở chính tại thủ đô Moscow. Trong thời kỳ hiện nay, trường có nhiệm vụ đào tạo ra đội ngũ nhân sự ưu tú toàn cầu cho nền kinh tế kỹ thuật số thông qua các nghiên cứu tiên tiến ở tất cả các giai đoạn của vòng đời công nghệ kỹ thuật cao. Trường Đại học Tổng hợp Nghiên cứu Quốc gia Samara mang tên nhà hàn lâm Sergei Pavlovich Korolev là trường đại học kỹ thuật có lịch sử lâu đời về đào tạo kỹ sư hàng không, phục vụ từ Chiến tranh Thế giới thứ hai. Trường Đại học Tổng hợp Nghiên cứu Quốc gia Samara có trụ sở chính tại thành phố Samara, nằm bên bờ sông Volga nổi tiếng. Trường chuyên đào tạo về các chuyên ngành hàng không vũ trụ, gắn liền với tên tuổi của các loại máy bay như MiG, T. Chúng ta vừa được lắng nghe những lời khuyên hữu ích dành cho các bạn trước khi sang du học tại Nga rồi. Bây giờ, hãy cùng với Con đường tri thức gặp gỡ nhân vật trải nghiệm tuần này. Hiện bạn đang theo học nghiên cứu sinh thuộc khoa thiết bị bay tại một trong những trường đại học hàng đầu vùng Siberia ở Nga. Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Con đường tri thức. Hiện tôi là Nguyễn Mạnh Cường, hiện đang là nghiên cứu sinh tại trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Quốc gia Novosibirsk, thành phố Novosibirsk, Liên bang Nga. Đại học Kỹ thuật Quốc gia Novosibirsk nằm ở trung tâm thành phố Novosibirsk. Thành phố Novosibirsk là một trong ba thành phố lớn nhất của Nga. Thành phố này thuộc vùng Siberia. Trường Đại học Kỹ thuật Quốc gia Novosibirsk là một trong những cái trường trọng điểm về kỹ thuật, trong đó có kỹ thuật hàng không của vùng Siberia và của nước Nga. Trong đó khoa thiết bị bay là một trong những khoa trọng điểm của trường. Khoa mình đang theo học đó là khoa thiết bị bay. Trong khoa thì có các cái 7 bộ môn, thì có bộ môn khí động học, độ bền và kết cấu của trực thăng. Và bộ môn mình đang theo học đó là bộ môn độ bền của cơ cấu máy bay. Ở khoa thì có đào tạo kỹ sư, các bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ là kỹ sư, đào tạo chuyên gia và đào tạo nghiên cứu sinh như mình. Sau khi sinh viên tốt nghiệp khoa thiết bị bay này thì chủ yếu là sẽ làm trong các cái lĩnh vực như là thiết kế chế tạo các cái thiết bị liên quan đến thiết bị bay. Đối với nghiên cứu sinh như mình đây thì mình sẽ có 5 năm theo học ở trường, thì một năm đó là học về ngoại ngữ, cụ thể là tiếng Nga, và đến năm thứ hai có nghĩa là bắt đầu là năm bước vào nghiên cứu sinh. Trong 4 năm nghiên cứu sinh này thì ở trường sẽ chia ra làm 8 kỳ.
thì mỗi kỳ sẽ học các cái môn khác nhau. Thì hiện tại bây giờ này mình đang học các môn bổ trợ như là môn ngoại ngữ và môn phương pháp sư phạm. Sau khi kết thúc các cái môn học này thì mình sẽ tham gia một cái kỳ thi kết thúc môn. Thì sẽ căn cứ vào từng môn thì nhà trường sẽ yêu cầu là môn này lấy điểm hay không. Thì giống như môn phương pháp sư phạm của mình, ở trường này thì người ta không yêu cầu lấy điểm mà chỉ là thi qua môn thôi. Trường Đại học Kỹ thuật Quốc gia Novosibirsk là một trong những trường trọng điểm của Nga. Thế cho nên là đội ngũ giáo viên ở đây về chuyên môn rất tốt và cực kỳ giỏi. Cái này thể hiện ở chỗ là ở trường rất nhiều các giáo sư và các tiến sĩ khoa học. Thì đặc biệt như khoa mình thì cũng rất nhiều đội ngũ giáo sư tham gia giảng dạy và trực tiếp hướng dẫn các nghiên cứu sinh nước ngoài hoặc nghiên cứu sinh trong nước. Về cái việc nghiên cứu sinh của mình thì khi mà đến thì mình sẽ lựa chọn người hướng dẫn phù hợp với mình. Mỗi sinh viên khi mà sang đây nghiên cứu sinh thì sẽ có một thầy hướng dẫn chính. Thì cái quá trình làm việc thì trực tiếp mình sẽ làm việc đối với thầy hướng dẫn chính của mình, từ cái luận án của mình cho đến các cái nội dung mình cần làm, các cái điều mà mình thắc mắc muốn giải đáp thì các thầy hướng dẫn chính người ta sẽ là những người hướng dẫn cho mình, chỉ bảo cho mình, dìu dắt mình. Đây là một trong những trường kỹ thuật trọng điểm của vùng và của nước Nga, cho nên cơ sở vật chất đầu tư cho quá trình học tập nghiên cứu tạo điều kiện cho sinh viên học rất là tốt. Thì giống như khoa mình có một phòng học thực hành, có các cái phòng thí nghiệm và có cái phòng máy tính để cho sinh viên học và có thể thực hành các cái môn liên quan đến máy tính như là môn lập trình hoặc là các cái môn vẽ đồ họa. Trường có cơ sở vật chất rất là hiện đại, đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và đặc biệt là các thầy cô rất nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ các học viên cũng như là các nghiên cứu sinh, đặc biệt là đối với những nghiên cứu sinh nước ngoài, ngôn ngữ còn kém, các thầy cô rất là nhiệt tình giúp đỡ và chỉ bảo để cho học viên hoàn thành các nhiệm vụ của các môn học như là khóa học đề ra. Ở trường có một cái thư viện là một trong những thư viện lớn của khu vực CBD. Thì thư viện phục vụ rất nhiều đầu sách, trong đó cả các loại sách mà quý hiếm thì mình cũng có thể mình lên đây mình mượn mình đọc được. Đây là một trường chuyên về kỹ thuật, thế cho nên là lượng sách ở đây rất là nhiều. Thư viện và trường thì hiện là người ta đang ứng dụng cái công nghệ thông tin vào để quản lý sinh viên và quản lý thư viện. Người ta xây dựng các cái thẻ điện tử để khi mình đi vào trong trường hoặc là vào trong thư viện thì mình sẽ dùng cái thẻ đấy và người ta đã định danh cho mình. Hiện tại thì cuộc sống của mình ở đây thì đang ở ký túc xá. Thì ký túc xá này là trường dành riêng cho các nghiên cứu sinh. Mỗi phòng người ta sẽ bố trí hai nghiên cứu sinh ở với nhau. Hiện tại thì mình đang ở cùng với một nghiên cứu sinh khác cũng là người Việt Nam. Như ký túc xá của mình đây là ký túc xá số 8 là dành riêng cho nghiên cứu sinh, cách trụ sở chính của trường khoảng trên dưới 1 cây số. Thế thì quá trình đi từ ký túc xá lên trường cũng rất là thuận tiện. Trong quá trình sinh hoạt ăn uống sẽ tùy thuộc vào các ký túc xá khác nhau, nhưng mà ký túc xá của mình đây thì là phòng khép kín, nghĩa là khi mình có thể là tự nấu ăn ở trong phòng được. Trường cũng có các cái khu thể thao để cho sinh viên và nghiên cứu sinh sau giờ học có thể tham gia. Hiện tại như mình đang ở đây thì có 4 anh em sinh viên Việt Nam, ăn uống thì sẽ nấu ăn uống cùng nhau, hỗ trợ nhau trong cuộc sống rất là nhiều. Tại vì các em sang đây cũng là xa nhà nên là xa gia đình, cũng thiêu thốn về tinh thần, nhưng mà cũng rất may là cũng có 4 anh em người Việt sống cùng với nhau ở đây, nên là cũng là hỗ trợ cho nhau rất là nhiều. Điều kiện sống học tập ở thành phố xa xôi so với Việt Nam thì việc gặp mặt đồng hương là một cái niềm động viên tinh thần rất lớn cho anh em chúng tôi, cho nên chúng tôi vẫn thường xuyên tập trung nấu ăn cũng như là nói chuyện với nhau. Và đây cũng là một điều động viên rất tuyệt vời để chúng tôi vượt qua những khó khăn ở trong học tập cũng như cuộc sống, đặc biệt là trong thời điểm dịch Covid. Anh em ở đây với nhau thì cũng không phân chia công việc. Khi mà nấu ăn thì tất cả đều tập trung vào mỗi người làm một việc. Và khi mà đi siêu thị mua đồ thì thường là sẽ 4 anh em sẽ đi cùng với nhau. Mỗi người sẽ có một cái sở thích riêng, chẳng hạn thì mình sẽ tự chọn cái món ăn, cái đấy là mình về sẽ chế biến để mà cùng ăn với nhau. Thì ngoài ra thì anh em cũng tự tổ chức cái hoạt động riêng, đi bộ hoặc là tham gia các cái hoạt động thể thao mà tự mình nghĩ ra. Cái thứ hai là khi sang đây thì đương nhiên là mình không thể tách khỏi được cộng đồng người Việt ở nước ngoài rồi.
thì cũng rất may ở trong thành phố này cũng tương đối đông những người Việt Nam đang làm ăn sinh sống. Rất may là được các chú ở trong cộng đồng người Việt chỉ bảo và cũng động viên tinh thần rất là nhiều. Thường là sẽ tổ chức đón Tết cho người Việt Nam xa quê hương. Khi mà xa quê hương thì những người Việt Nam sống sinh hoạt và làm việc ở nước ngoài sẽ chính là cái quê hương của mình. Xa nhà, nhớ con cái là cũng thường xuyên gọi điện về để mà trò chuyện với gia đình, động viên gia đình, và gia đình cũng ngược lại là cũng động viên mình ở bên này là cố gắng học tập và hoàn thành tốt cái chương trình học tập của mình. Đối với các bạn sinh viên mà cùng chuyên ngành với mình và cũng đang muốn theo đuổi ngành mình đang học thì mình nghĩ là trước khi sang đây nghiên cứu sinh thì các bạn cũng chuẩn bị cho mình một cái nền tảng toán học và cơ học vững chắc nhất có thể. Và nếu như các bạn có thể học thêm được các cái môn, các cái phần mềm mà liên quan đến vẽ mô phỏng, nếu các bạn có thể trau dồi được những cái kiến thức về các phần mềm này thì sau này khi mà nghiên cứu sinh nó sẽ bổ trợ cho các bạn rất là nhiều. Và đây thì mình cũng chúc cho các bạn và những người đam mê về khoa học kỹ thuật và những người có ý định đăng ký để sang Nga theo học ngành kỹ thuật như mình, để chúc các bạn là thực hiện được cái ước muốn của mình, cái đam mê của mình, và chúc các bạn là thành công trên con đường kỹ thuật mà các bạn đã lựa chọn. Xin cảm ơn Mạnh Cường với những trải nghiệm tuyệt vời. Chúc bạn sẽ thành công trên con đường sự nghiệp và sớm quay lại Việt Nam để đóng góp cho ngành kỹ thuật hàng không nước nhà. Hành trình con đường trí thức đã đến với chặng kết. Chúng ta hãy cùng trở về gặp gỡ với nhân vật đặc biệt cuối cùng của chương trình hôm nay và tìm hiểu câu chuyện của anh ấy nha. Tôi, Đại úy Trần Xuân Thiện, xin chào tất cả các bạn khán giả của chương trình Con đường trí thức. Đại úy Trần Xuân Thiện hiện đang làm việc tại Trung đoàn Không quân Tiêm kích 921 với vai trò là Phó Phi đội trưởng Kỹ thuật Phi đội 1. Anh từng tốt nghiệp Học viện Không quân Tchaikovsky và Gagarin. Trung đoàn Không quân Tiêm kích 921 hay từng được biết đến là Đoàn Không quân Sao đỏ là lực lượng chiến đấu đầu tiên của Không quân Nhân dân Việt Nam. Hiện nay, Trung đoàn đang sử dụng lực lượng máy bay Su-22 đóng quân tại sân bay Yên Bái làm nhiệm vụ cánh trời Tây Bắc của Tổ quốc. Chúng ta hãy cùng gặp lại Đại úy Trần Xuân Thiện để xem công việc của một kỹ sư hàng không quân sự sẽ như thế nào nha. Công việc hiện nay của tôi là Phó Phi đội trưởng Kỹ thuật, là người tổ chức cho anh em đảm bảo các cái ban bay, các cái chuyến bay cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện bay của đơn vị. Để đảm bảo cho một ban bay thì đòi hỏi mỗi một nhân viên trong các cái chuyên ngành này phải làm việc rất là tỉ mỉ và thận trọng. Từ kiểm tra các khối máy, các cái chi tiết của máy bay đến các cái đầu cắm cũng như là từng con ốc cũng như từng các cái đầu nối của các hệ thống, sao phải bảo đảm an toàn và bảo đảm là khi máy bay đã cất cánh lên là không có hỏng hóc. Khi ở Nga thì tôi được thầy cô dạy rất là chú trọng đến cái việc kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành. Khi mà tất cả những cái hỏng hóc mà xảy ra thì luôn luôn phải nghiên cứu tài liệu trước, sau đó là kết hợp với những cái kinh nghiệm các thế hệ đi trước, những cái hỏng hóc mà những thế hệ trước đã từng trải, đã từng đăng ký vào những cái nội dung đấy. Ta lấy những cái nội dung, cái kinh nghiệm đấy và những lý thuyết mà ta được học ở trong trường này, cũng như là lý thuyết mà khi về đơn vị rồi tiếp tục nghiên cứu để kết hợp sửa chữa và đảm bảo rằng những cái lần sau không xuất hiện những hỏng hóc như thế nữa. Nga thì chúng tôi cũng được học về Su-27. Thì về đơn vị thì chúng ta bây giờ cũng có Su-30, Su-22, nhưng đặc điểm ở đơn vị tôi bây giờ là đang sử dụng máy bay Su-22. Thì về trên cái nguyên lý cơ bản là như nhau. Đầu tiên nó cũng sẽ có cái sự bỡ ngỡ với cái sự tìm hiểu về làm việc của các cái hệ thống, nó không được cụ thể mà không được chính xác như những cái mình được học. Nhưng mà trên cái nguyên lý mà mình đã được học từ trước, về mà ta nghiên cứu tài liệu, kết hợp cái kinh nghiệm thì từ đấy ta nắm bắt dần dần về kỹ thuật hàng không và nó có những cái biện pháp khai thác sử dụng nó tốt hơn. Ở Nga thì các thầy cô thì cũng luôn lưu ý đến cái việc mà đảm bảo của con người, bởi vì khi mà một kỹ thuật hàng không hỏng hóc thì cũng có rất nhiều yếu tố từ khách quan đến chủ quan, và cái yếu tố chủ quan là cái yếu tố mà chúng ta có thể khắc phục được và gọi là có thể đảm bảo hạn chế đến mức thấp nhất cái sai sót cho con người trong lúc bảo đảm kỹ thuật hàng không. Khi mà về nước, về đơn vị thì đối với ngành kỹ thuật bao giờ cũng phải có thế hệ trước đào tạo thế hệ sau, thì chúng tôi ở đơn vị cũng áp dụng những cái mô hình học tập như vậy vào đơn vị của mình để giảng dạy truyền thụ lại cái kinh nghiệm cũng như là cái lý thuyết và cái kinh nghiệm thực hành cho các cái thế hệ sau. Dạy rất là tỉ mỉ từ lý thuyết rồi chạy sơ đồ mạch đến sơ đồ khối ở
trên các cái phòng học tập của đơn vị. Và những cái biện pháp đấy thì tôi thấy là đang phát huy hiệu quả rất là lớn. Khi mà nhân viên về mà được học như vậy sẽ rất nhanh tiếp thu được cái kiến thức về chuyên ngành. Qua các cái thế hệ mà kỹ thuật chúng tôi cũng luôn nhắc nhở nhau là làm sao khi mà ta đảm bảo máy bay thì hạn chế đến mức thấp nhất sai sót do con người. Cho nên là trong quân chủng và trong ngành kỹ thuật cũng luôn có những cái nội dung mà kiểm tra theo phân cấp, hạn chế đến mức thấp nhất cái việc làm sai sót của một người. Tôi lấy ví dụ như trong một cái ban bay thì bao giờ người thợ máy cũng là người đầu tiên ra đến sân bay và tiếp thu máy bay từ cảnh vệ, từ lực lượng cảnh vệ. Sau khi tiếp thu thì chúng tôi kiểm tra sơ bộ cái tình trạng bên ngoài của máy bay, sau đó để đảm bảo cho đám ban bay thì các bộ môn, các nhân viên kỹ thuật theo cái ngành của mình đi kiểm tra các cái khối máy, các cái chi tiết, các vị trí cũng như là làm các sự làm việc của các hệ thống. Khi máy bay vừa mới hạ cánh thì trước hết là phải kiểm tra cái tình trạng bên ngoài như lốp của máy bay chẳng hạn, kiểm tra thông điện tổng hợp các cái khối máy có làm việc tốt hay không, các hệ thống có làm việc tốt hay không, hoặc là đến cái tình trạng bên ngoài của các cái chi tiết, các cái cánh máy bay hoặc cánh tà chẳng hạn. Khi mà bay ở trên không có thể va chạm vào chim hoặc là va chạm vào cái gì đó thì lúc đấy là sẽ xảy ra những cái hỏng hóc mà bên ngoài mắt thường ta có thể nhìn thấy được. Thì lúc đấy là lực lượng kỹ thuật sẽ phải khắc phục để đảm bảo cho các ban bay. Sau khi kiểm tra xong thì tiến hành bàn giao máy bay cho phi công. Bàn giao cho phi công khi mà máy bay đã cất cánh thì trong lúc đấy thì chúng tôi ở bên dưới mặt đất sẽ chờ để đón máy bay về. Thì đối với người thợ máy thì bao giờ lấy cái sự an toàn của máy bay là trên hết. Mỗi khi máy bay cất cánh thì chúng tôi luôn luôn mong muốn và luôn luôn là trong đầu luôn luôn có cái tư tưởng máy bay của mình thật là tốt, không có hỏng hóc gì. Và mỗi khi máy bay hạ cánh xuống đến mặt đất rồi và lăn về không hỏng hóc thì lúc đấy mới là cái niềm vui lớn nhất của người thợ máy. Đối với mỗi chuyến bay để đảm bảo an toàn thắng lợi thì đều có sự đóng góp của các thành phần, đặc biệt là đối với các nhân viên kỹ thuật đảm bảo tốt máy bay để thực hiện mọi chuyến bay. Thì đối với ý nghĩa nhân viên kỹ thuật là rất là to lớn, đấy là đảm bảo cái thắng lợi của chuyến bay. Sau mỗi chuyến bay khi về thì sẽ phản ánh lại tất cả anh em kỹ thuật để làm sao đảm bảo không những chuyến bay này mà các chuyến bay sau làm sao đảm bảo an toàn nhất để thực hiện là thắng lợi các nhiệm vụ của trung đoàn. Có thể nói là lực lượng kỹ thuật là cánh tay phải của trung đoàn. Trong quá trình bay mà chỉ cần phát sinh một hỏng hóc nhỏ thôi là những cái yếu tố tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến uy hiếp an toàn bay và có thể là mất an toàn bay. Cho nên là cái công tác kỹ thuật, công tác chuẩn bị từ mặt đất là rất quan trọng. Về ngành kỹ thuật hàng không của quân sự ấy, thì điều quan trọng nhất là phải tỉ mỉ và chắc chắn trong công việc. Còn về theo tôi thì ngành nào cũng sẽ có những cái vất vả. Có thể sau một ban bay rất là dài từ sáng đến chiều rồi, nhưng mà đến cuối giờ khi máy bay hạ cánh về thì lại phát sinh hỏng hóc gì đó. Thì khi đó lực lượng kỹ thuật lại ở lại và tiến hành sửa chữa để tiếp tục đảm bảo máy bay cho ban bay ngày hôm sau. Những cái thời điểm như thế thì trước hết là cũng động viên anh em, và thứ hai là mình cũng trực tiếp vào công việc để mình làm cùng anh em. Đấy là cái sự động viên lớn nhất. Đấy là chỉ có mình làm là anh em mới thấy được cán bộ cũng nhiệt tình và cũng làm với công việc, thì đấy là động viên nhất lớn nhất cho anh em. Để mà làm được việc ở trong cái ngành kỹ thuật hàng không ấy, thì đòi hỏi các cái nhân viên kỹ thuật phải rất là gắn bó và cùng nhau làm việc. Khi có một cái hỏng hóc nào đó ở trên sân bay thì huy động tất cả trí tuệ của những con người có mặt ở trên sân bay, bởi vì có những hỏng hóc thì ta đã từng sửa chữa rồi, có những hỏng hóc nó mới phát sinh thì một người không thể là một lúc mà có thể nghĩ ngay ra được cái cách sửa chữa, thì phải kết hợp của rất nhiều người. Đối với đồng chí Thiện ấy, ngoài cái sự thông minh ra thì là một người rất cần cù, chịu khó, tỉ mỉ trong công việc. Anh ấy thường xuyên nghiên cứu tài liệu, hướng dẫn cho những kỹ sư mới ra trường nhanh chóng độc lập công tác và đảm bảo những tốt cho nhiệm vụ trên cương vị chức trách được giao. Đến cái thời điểm hiện tại, mặc dù là trong cái quá trình làm việc cũng có những khó khăn nhất định, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy rất là yêu cái nghề của mình, yêu cái nghề kỹ thuật và rất là muốn gắn bó với các máy bay hơn nữa, gắn bó với anh em làm kỹ thuật của mình. Đối với các bạn theo đuổi cái ngành nghề này thì chỉ nhắn nhủ các bạn là đầu tiên là phải lấy cái sự yêu nghề làm trên hết thôi. Từ đấy ta mới có động lực để học tập và nghiên cứu. Sau đấy là về đơn vị cùng cái sự mà chăm chỉ học tập, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành thì các bạn nhất định sẽ thành công. Đối với tôi, mỗi chuyến bay thành công luôn được bảo đảm tốt từ dưới mặt đất. Tôi tự hào là người kỹ thuật đảm bảo cho các máy bay cất cánh bảo vệ vùng trời thiêng liêng của quốc. Mọi thắng lợi trên không đều bắt nguồn từ mặt đất, đó là tâm niệm
khẩu hiệu của các cán bộ kỹ sư, nhân viên kỹ thuật hàng không của lực lượng không quân Việt Nam. Với sự chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm cao, những người lính kỹ thuật đang từng ngày từng giờ vượt qua mọi khó khăn, bảo đảm tốt công tác kỹ thuật hàng không, góp phần hoàn thành nhiệm vụ thắng lợi, bảo vệ vững chắc bầu trời thiên nhiên của Tổ quốc. Hy vọng chương trình Con đường tri thức tuần này đã giúp các bạn thêm thông tin và quan trọng là truyền cảm hứng để các bạn có thể tự tin với lựa chọn của mình. Hành trình tìm hiểu về du học ngành kỹ thuật hàng không quân sự xin được dừng lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần tới nha!